Tôi chỉ là một anh tài xế quen may mắn được nhận vào làm lái xe cho giám đốc. Công ty của ông quy mô nhỏ nhưng hoạt động rất ổn định, mang lại cho ông khoản lợi nhuận khá cao mỗi năm. Sếp tuy đã có tuổi nhưng lại có cô vợ trẻ đẹp xinh như thiên thần, điều này được tôi tình cờ phát hiện sau khi đến nhà sếp tìm tài liệu. Xuất hiện trước mặt tôi, chị đẹp xuất thần trong bộ cánh đắt tiền, tóc dài lượn sóng, màu son quyến rũ chết người. Chị trẻ và đẹp hơn nhiều so với cái tuổi 35 của chị. Người chị thơm phức mùi nước hoa khiến tôi ngây ngất. Vốn là người nhanh nhẹn, tháo vát nên tôi rất được lòng vị giám đốc khó tính. Sếp xem tôi như người thân trong nhà, mỗi khi gia đình có việc tụ tập đều gọi tôi đến tham gia. Bởi vậy, vợ sếp cũng rất quý mến tôi. Rồi một ngày, sếp nhậu tăng ba say khướt, tôi phải trở về rồi cõng vào phòng ngủ. Dù đã khuya, vợ sếp vẫn giữ tôi ở lại bằng được để tâm sự cùng chị. Tôi từ chối vì trong người, cũng có chút hơi men và cũng phải lái xe về nhà ở xa. Nhưng chị bảo, say thì ngủ lại đây, ngại gì. Thấy chị mời tha thiết quá nên tôi cũng đành ở lại để chị vui lòng. Chị bảo chị ước có được một người đàn ông thật sự yêu thương mình, nghèo cũng được nhưng vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải sống như bóng ma trong căn biệt thự lạnh lẽo với gã chồng chẳng bao giờ đoái hoài đến mình. Chị cô đơn lắm, thèm lắm một hơi ấm yêu thương. Tôi nghe, mà thấy xót thương cho chị. Tôi nghe trống ngực đập thình thịch trong lồng ngực, nửa muốn bỏ về, nửa muốn xoa dịu người phụ nữ đáng thương. Dưới ánh đèn vàng dịu, trong phòng ngủ của hai vợ chồng, làn da mịn màng của chị, thân thể mềm mại của chị, càng khiến chị thêm kiêu sa, kiêu diễm, khiến tôi không thể cưỡng lại. Tôi bỗng thấy cổ họng khát cháy và tôi đã đáp lại những khao khát của chị, bù đắp cho chị đêm hôm ấy.